Ok thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách ẩn à, vĩnh viễn nha Ngoài cái cách ẩn bằng filter thì bây giờ mình sẽ có một cái cách ẩn vĩnh viễn này Thì cái này các bạn nên hạn chế sử dụng nha các bạn Trong trường hợp cấp cấp thiết thì các bạn mới sử dụng thôi Ok thì bắt đầu luôn Bây giờ mình muốn ẩn một cái bồn cầu này thì làm sao Thì bạn nhấn vào trong bồn cầu này Sau đó bạn nhấn cho mình là cái lệnh EH nha EH đó là nó mất luôn Đó Nhưng mà bây giờ sau khi mà mình ẩn xong rồi á Bây giờ muốn nó hiện lại thì làm sao thì các bạn sẽ nhấn cho mình trên cái thanh công cụ này này các bạn chú ý cho mình có một cái bóng đen nha biểu tượng bóng đen này này các bạn nhấn vào trong biểu tượng bóng đen này thì cái bóng đen này nó sẽ sáng lên lúc này bóng đen này sáng lên thì những cái đối tượng nào mà đã ẩn bằng eh á, thì nó sẽ hiện lên nó sẽ hiện sáng hơn với những cái đối tượng khác thì ở đây mình thấy cái bóng cầu này này nó đang hiện lên này đó thì bây giờ các bạn chọn vào bóng cầu này sau đó các bạn như là trên thanh công cụ trên này các bạn nhấn cho mình là in hai element nghĩa là bây giờ không muốn ẩn nữa thì bạn nhấn vào đây hoặc là nhấn lệnh eu nha đó nhấn vào đây rồi xong sau khi nhấn vào xong á là cái cái cầu này nó sẽ hiện lại rồi các bạn tắt cho mình cái bóng đèn này đi đó thì bạn thấy không cái mong cầu bây giờ đã hiện lại này ok chưa chú ý nha cái này cũng cần phải nhớ nè cái lệnh eh này cũng rất là hay những cái đối tượng mà nó rùm rè nhỏ nhỏ mình không thể làm filter mình muốn cái filter của mình nó không thể nào mà nhiều á thì các bạn có thể sử dụng cái này trong một số view nhất định rồi ok bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình